Thưa quý vị, hôm nay kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, ngày 1 tháng 8 năm 1930, 1 tháng 8 năm 2021. Có thể nói với phương châm hướng về cơ sở, thời gian qua, công tác tuyên giáo của Đảng tại thành phố Đà Nẵng đã góp phần giữ vững trận địa tư tưởng cũng như củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, công tác tuyên giáo lại càng có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần cùng hệ thống chính trị, kiên định mục tiêu, phát huy đoàn kết trong nhân dân, sớm đẩy lùi đại dịch. Những ngày qua, tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, nơi đang là điểm nóng về số ca lây nhiễm COVID-19 do liên quan đến cảng cá, bí thư chi bộ, cán bộ mặt trận, đoàn thể tại các khu dân cư phải hàng ngày bám sát cơ sở để kịp thời tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm những chủ trương, biện pháp phòng chống dịch của thành phố. Hiện nay, cấp ủy chính quyền của từng tổ dân phố, mà đặc biệt là cái tổ cộng đồng COVID của chi bộ thành Vinh Bãi, trong những ngày qua làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước, làm sau đó mà để bà con nhân dân trở lại cuộc sống cho nó an lành. Trước hết là phải tập trung rõ cái nhận thức của người dân, đặc biệt là hạn chế ra đường những trong những trường hợp không cần thiết. Cái thứ hai nữa là thực hiện nghiêm đối với cái 5K của Bộ Y tế. Và cái thứ ba nữa đó là chấp hành những cái văn bản của thành phố ban hành trong thời gian vừa qua, đặc biệt là chúng ta thực hiện cái trong công tác giãn cách xã hội, để đảm bảo cho cái hoạt động phòng chống dịch nó đạt hiệu quả hơn trong thời gian đấy. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, hướng về cơ sở là yêu cầu bắt buộc, sống còn đối với công tác tuyên giáo. Trong đó tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong tình hình mới là vấn đề hết sức cấp thiết. Được Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng xác định là việc cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, kết hợp với đa dạng hóa các hình thức thông tin tuyên truyền. Trong cái bối cảnh tình hình dịch như thế này, thì gần như tất cả các hoạt động về công tác tuyên truyền thì đều dừng và hoãn, không tổ chức được. Thì chúng tôi đã có những cái chủ trương, những cái giải pháp để đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền. Đặc biệt là trong cái thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã tiến hành thành lập các cái nhóm fanpage, fan group, nhóm Zalo và trên mạng xã hội. Và thông qua cái công tác như vậy thì chúng tôi kịp thời chuyển tải những cái thông tin chỉ đạo định hướng và công tác tuyên truyền. Và hiện nay thì hầu hết là tất cả các cái kênh, các cái nhóm của chúng tôi thì hiện nay đang hoạt động hết sức là tích cực và hiệu quả. Bên cạnh đó thì chỉ đạo cho các cái cơ quan truyền thông, báo đài thành phố tập trung đẩy mạnh về công tác tuyên truyền. Đi đôi với công tác tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng chống dịch, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, công tác tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay còn chú ý đến việc nhân rộng, lan tỏa những hành động đẹp, nghĩa cử nhân văn, việc làm tử tế của người dân thành phố Đà Nẵng trong đại dịch như một cách tiếp thêm năng lượng tích cực để người dân vững tin cùng Đảng bộ, chính quyền thành phố vượt qua khó khăn, sớm đẩy lùi dịch bệnh.